Đây cả nhà ơi, hôm nay là một cái chương trình thiện nguyện của các anh chị em nghệ sĩ. Chương trình có chủ đề là góp nắng yêu thương, ủng hộ bà con bị thiên tai lũ lụt ở miền Bắc vừa qua. Và chị Siêu cũng vừa chấm thi cuộc thi tiếng hát Việt toàn cầu cho các bạn thí sinh. Và bây giờ là nghỉ trưa rồi, nhưng ngoài trời mưa rất là lớn, cho nên là Nhật cùng với lại chị Siêu cũng như là ekip sẽ đi ăn một cái quán ăn ở gần chỗ chương trình luôn. Ồ, chương trình, ban giám khảo, các thí sinh bây giờ đang nghỉ trưa, đi ăn trưa. Đi ăn cơm, này cơm gà anh? Cơm gà. Cơm gà. Đó, chương trình lồng lộn, bây giờ mọi người đã trở về cuộc sống đời thường. Ca sĩ Trang Nhung, C-Flash, đó. Đạo diễn Lê Như. Em quay vlog. Dạ. Nãy thí sinh này cũng qua, ủa lộn, qua giám khảo ai cũng chuyên nghiệp, bây giờ trở về cuộc sống đời thường rồi. Ôi, đời thường là sao? Có bao giờ sống đời thường đâu chị? Nó nói gì vậy, vlog là gì vậy? Đời thường làm sao cuộc sống này? Hả? Là đời thường dữ chưa? Là quá dữ luôn rồi đó. Đời thường là phải đi chăn heo. Ủa có luôn hả? Đi nuôi gà, đi không có, bây giờ chỉ chở xuống đồng bằng là tất cả mọi thứ gì bỏ hết rồi, đừng lo. Em ơi. Đây đoàn làm phim, đoàn quay phim. Đoàn quay phim đang ăn trưa. Này là gà ta nha cả nhà. Bốn người ăn không hết một con gà luôn. Bốn người ăn không hết gà. Mọi người không có ăn cơm. Không hết gà nè. Ăn hết đi. Bên đây ca sĩ ăn quá trời quá đó. Món gà là món tủ của chị Steel Plus. Tôi mỗi lần chị Chim mua cơm gà không vậy? Đó là em tự mua về cho chị. Không, em hỏi ý kiến chị đàng hoàng à. Em nói lại, món yêu thích của chị Siêu là steak. Steak bên đường kìa. Bên đường á. Đi xuống chút xuống ngã ba là bên đường. Tối nay về để tháng đi. Tối nhìn khách sạn luôn. Ok luôn. Giới đủ em ăn nha. No way. Chị Siêu mà chị chở vô âm nhạc á là tự nhiên cái háo cái gì cái bản lĩnh, trời ơi. Còn em là Nam đúng không? Đó. Em là gì? Nam không? Chết rồi. Anh nhớ tên ông này không? Nguyễn Anh Hiệp. Đấy. Ủa? Trịnh Văn Hiệp. À, Trịnh Văn Hiệp hả? Trịnh Văn Hiệp. Chị, ông sinh năm 98 đó. Mới hôm qua mới biết năm sinh đó. À vậy hả? Harry sinh năm 2000. Sài Gòn, cô tiên năm 2000 gì đó, vừa đẻ em luôn. 7 ly cà phê sữa đi. Dạ rồi. Rồi bây giờ là Nhật đang có mặt ở quán cà phê mua cà phê sữa cho ban giám khảo uống. Ở đây có một cái quán cà phê sữa nó gần bên chỗ sân khấu cho nên đi ra đây mua cho nó tiện luôn. 7 ly cà phê sữa, một ly bạc xỉu chú. Hồi nãy đáng lẽ ra là mọi người tính uống cà phê Highland, nhưng mà con nói là cả dưới đây có chú lớn lớn tuổi bán cà phê rất là ngon, cho nên mua ủng hộ chú đi. Chứ không thôi mọi người uống cà phê Highland lặng. Cảm ơn chú anh đi. Dạ. Nói chú có ủng hộ chú rồi, chú cảm ơn. Dạ. Với lại phần nữa ủng hộ, với lại phần nữa nó gần. Thấy nhiều mà cũng là có ủng hộ. Dạ. Dạ. Chú thôi, nói là cái gì vậy cả. Dạ. Nhưng mà sáng uống rồi đó. Uống rồi con mới biết chú nên con mới mua đó.
cái máy này là bây giờ là bao nhiêu tiền cái chú? Chú mua năm nay là 5 năm rồi. 5 năm hả? Mà khi chú mua là 93 triệu. 93 triệu hả? Wow. Vậy bây giờ hình như là con thấy hình như giờ nó còn có mấy chục à? Còn bây giờ cái máy này tôi là không có cái giá nào được. À nó không có cái thương hiệu này thôi chứ thương nó có. Vẫn có. À. Nhưng mà nó không có cái giá gì. Hết hàng. Ừ. Coi như là nó không có không làm nữa. Lâu. À nó qua mà nó qua đợt nó bỏ mẫu rồi. Ừ. Giờ cũng làm đây. Cũng giống cái đợt Honda mày nhá. Dạ. Ở Trung Quốc người ta nó lại đầu tiên là tốt, ngon lắm. Chứ về sau rồi đâu được dùng được. À. Vậy thôi. Chú quán cà phê ở đây lâu chưa? Tại chỗ này 6 năm luôn. Ồ, ở đây có cái mặt bằng bán ngon vậy chú. Mặt bằng ở đây đâu cần thuê hả? Ủa, mặt bằng gì mà thuê luôn hả? Trời ơi. Nó có đủ này, nó mới lên vậy mà cho thuê mà không có tỷ đó. À. Vậy nói chung là có chỗ bán là được rồi chú. Bán cà phê thì nó cũng không cần cái điện đài nhiều. Nói chung nó cũng có nhiều thì càng tốt thôi, nhưng trồng ra chút xíu thì mà như là bày vẽ theo cái kiểu khác. Dạ. Yeah. Bây giờ nó không có thì hạn chế thì mình làm được chưa hạn chế. Bây giờ tại vì nó không có ra cái mẫu máy này chứ thật sự mà bây giờ nó cũng có nó tầm khoảng 30-40 triệu là cũng có cái máy được. 5-6-70 triệu. Dạ. Yeah. Nó cái là nó nhiều dòng máy lắm nhưng mà quan trọng là lâu bền thôi. Bền. Dạ. Dạ. Có bao giờ là cái máy này nó bị trục trặc chú sửa không? Mấy năm nay rồi đó, từ khi muốn giờ chưa sửa được. Wow. Vì là nó xịn. Nó ra thêm cái chỗ là không có. Chắc là nó ra đời đầu cho nên là nó xịn. Chứ cả đời khác coi như thế nè. Dạ. Nhưng mà hắn chưa phải sửa cái loại khác về, coi như là mua 1 năm 2 năm là sửa bẹt luôn. Dạ. Thậm chí bỏ đi mua máy khác. Nhưng mà đây là cái này là cho không bị sửa. Dạ. Cái này là hạt nguyên chất luôn chú ha. À. Có tính cà phê, dạ cà phê mà lên giá mà như vậy rồi mà coi như là chú vẫn bán nó mười mấy thôi. Dạ. À, từ khi bán đến giờ là chúng còn bán cái giá này không á? À là coi như là mấy năm nay chú bán giá này luôn. À, chú bán như vậy. Ok. Thứ nhất là mình bán nó bình dân, thứ hai là mình bán nó ngon, thứ ba nữa là khách hàng sẽ ủng hộ mình hoài. Ví dụ như mắc quá thì mình lên 1-2 ngàn thôi. Cà phê lên quá trời bây giờ còn cà phê lên đâu. Chứ bây giờ mình lên giá nhiều quá, lên giá nhiều quá nhiều khi người ta rồi lại bỏ mình. Đã bỏ rồi nhưng mà vẫn biết chung là ngoài cũng lên, trong nó cũng lên, ngoài cũng lên. Mình cảm thấy thôi mà con cũng mình nhiều được tốt rồi. Dạ, nhưng mà giống chú người miền Trung hả? Chú người miền Trung, miền Bắc nó miền Trung. À miền Bắc, miền Trung luôn hả? Bắc Trung lộn xộn ha. Chủ yếu là người Bắc. À. Nếu mà người Trung thì coi là coi như sống ở đâu sống miền nào Trung sống hết rồi. Dạ. Cho nên là coi như đấy. Cho nên nói cái khi là anh lai thật tà lum rồi. Không phải nhất nhất. Dạ. Hồi nãy con thấy cô bán mà đâu thấy chú đâu. Bây giờ chú ngồi chú uống trà đó. À. Là ở đây bán với lại có cô chú là hai vợ chồng bán thôi hả? Đúng rồi. Dạ. Con cái không có phụ sao? Không, con cái đi làm anh là để còn luôn cả nhà với ông bà làm đi rồi kiếm sống thôi. À coi như ông bà làm tự sống vui vẻ đó hả? À, tự kiếm sống thôi. Ủa con cái không lo sao? Con gái cũng lo. Nhưng lo mà nhưng mà mình làm này nó cũng vừa giải trí mà nó cũng vui. Vừa giải trí mà vừa lo, đỡ lo cho nó. À, đỡ bớt phần gánh nặng à, ha. Gánh nặng cho nó. Chú năm nay nhiêu rồi? Wow, 75 hả? 75 vẫn còn lực lượng anh hùng dữ trời. Chuẩn bị bước sang 76 rồi. Ồ. Một cái quầy xe cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này cũng rất là dễ thương và bán rất là đắt hàng luôn mọi người. Bản thân Nhật cũng là một cái người rất là đam mê bán nước, nhưng mà với cái tuổi và cái năm sinh của mình đó, không có thể nào bán nước được. Ngày xưa con cũng mở quán cà phê nữa, nhưng mà con làm được 2 năm rồi chủ nhà lên tiền nhà nhiều quá nên con cũng không làm.
nói chung bao giờ cũng vậy à, chủ nhà mà đi cao quá thì không ai làm, làm có được cái gì mà làm. Tại vì con thuê thì hai năm sau đó người ta lên tiền nhà, cái người ta lấy là người ta bán không được bao lâu cái người ta dẹp nghỉ, rồi cái mặt bằng cái người ta làm để không. Bởi vì nhiều khi thuê mặt bằng mà có chỗ nơi đàng hoàng á cũng lo lắm chú. Thì mình làm ăn khi bắt đầu mình làm ăn đỡ cái là được cái là coi như là người ta đòi đạt đó, bởi vì cho nên là đồng lên giá rồi đòi lại. Bởi vì đồng tiền khiến con người ta thay đổi nhiều thứ lắm. Cho nên là bởi vì cho nên là chú mà chú bất bán linh hồn con người. Dạ. Khi đồng tiền nó lấy rồi bất linh hồn con người. Bởi vậy. Rồi sao giá lên ai là bán được. Con lời tôi bán được. Ai cũng đỉnh. Nó có tiền là coi như là tôi muốn bán bao nhiêu bán thôi. Tôi đòi bao nhiêu đòi đó. Bởi vậy cho nên là giờ đa phần là những người bán quá ở ngoài vỉa hè giống như chú vậy nè, là rất là không có sợ bị lên mặt bằng. Thích thì bán, thích thì nghỉ. Nghỉ thì cho nó tới. Cái thứ hai là chúng ta cố gắng lấy hơi kỹ kỹ tí. Những câu dài sẽ bị dối cuối cùng. Còn nhiều dọn rất tốt nha. Vậy là vấn đề đơn giản là chúng ta lựa chọn cái bài hát phù hợp và khẩu hình của em cố gắng là làm sao mình tốt dưới hết nó rõ và một cái nữa là mình chú ý là phải hát rõ lời, vì nếu ca sĩ mình hát ở dưới ta nghe không rõ lời thì nó buồn em ha. Chất giọng đẹp và cố gắng điều thanh của em ha. Cảm ơn em. Cảm ơn nhiều. Xin được cảm ơn mọi người của năm 2000 cảm ơn những gì chú Nhiên. Dạ, chiêu nhiên ạ. Chiêu nhiên ạ. Chiêu chiêu hả? Dạ, chiêu. Ok, chiêu. Nói chung là em hát, em giọng em rất là tốt. Chị thích những cái câu ngân của em. Những cái câu ngân đó nó không phải là nó ngân cái kiểu như nó theo kiểu là em biết cách luôn hát cái bài hát này. Và chị nghe được. Và chị cảm giác như em hát nó feel, chị hiểu là feel cái bài của cái giọng của em hát. Cho nên là chị mới phiêu với là chị Nam Dung vì hai chị em phiêu nhau đó. Cảm ơn chị. Nói chung là nhà rất là tốt, em cứ như thế phát huy và chị nghĩ rằng là em còn làm tốt hơn nữa. Và nhớ nếu ví dụ như em lọt được vào vòng sau á, em nghiên cứu bài hát cho mình làm sao nó tốt hơn cái bài này. Yeah. Và tất cả mọi thứ em đều tốt, đó là ý kiến của chị. Chị chỉ góp ý thêm là những cái giọng nó rất là khỏe. Tuy nhiên thì cái phần xin gửi tặng giám khảo một bài hát của ai chương trình được mãi của đồng thiên cực. Đừng nhìn nơi gì chưa, cà phê sáng với tôi được không? Chơi vui quá chỉ góp ý thêm là những cái giọng nó rất là khỏe. Tuy nhiên thì cái phần
tên Siêu Nhiên, em là người gốc Hồng Kông ạ. Dạ em, tại vì thông thường thì em rất là mê hát tiếng Hoa, nhưng mà em chưa có cơ hội để em thử thách hát nhạc Việt á. Thì cuộc thi này lại đúng lúc này em thấy tổ chức rất là hoành tráng nè. Có chị Siêu Black là em đã nghe danh từ rất là lâu, từ hồi Việt Nam Idol. Thì không nghĩ là lại có thể gặp được chị Siêu tại đây. Và em muốn thử sức mình, coi chị Siêu có thể cho em được những cái ý kiến như thế nào. Và trước mắt tạm thời thì em thấy cũng khá khả quan. Dạ. Đó, thì cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, cảm ơn em. Sẽ có những cái phần thi tiếp theo và được vào vòng trong thể hiện được cái tài năng âm nhạc của em nha. Dạ, hy vọng có thể vào vòng trong. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, số 117 ạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Chào mọi người. Mình tên là Hà, thì mình bên ngân hàng á. Thực tế ra thì mình tham gia cuộc thi này thì để được biết mọi người nhiều hơn, thì cũng muốn để mà tìm hiểu thêm một cái lĩnh vực mới, và thứ hai nữa cũng muốn khám phá thêm cái bản thân của mình có cái năng lực về lĩnh vực ca hát hay không. Nếu mà có thì mình cũng sẽ tiến thân vào lĩnh vực này. Không, mình thì thiên hướng của mình thì hát nhẹ, mình thì hát những bài hát nhẹ nhàng, mang phong cách nhạc trẻ. Chúc chị may mắn và được giám khảo sẽ có những cái lời động viên cũng như là phát hiện cái tài năng âm nhạc của chị nha. Dạ, cảm ơn. Thì hôm nay mình thấy tham dự cuộc thi này thì mình cũng cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì được trang bị âm thanh ánh sáng giống như là ban giám khảo rất là uy tín, đặc biệt là cả chị Siêu Lách nữa. Sau khi mình được thi xong thì mình cũng được nghe những lời nhận xét của ban giám khảo rất là chân thành, giúp ích cho mình cho con đường sắp tới nếu như mình có tiếp tục vào cái con đường ca hát, và được giao lưu với lại rất nhiều các anh chị em ở đây, rất là tuyệt vời luôn ạ. Chúc chị được nhiều may mắn và sẽ lọt vào vòng trong nha. Cảm ơn mọi người. Dạ, em xin chào mọi người. Em là thí sinh Hà Thảo đến từ tỉnh Đồng Nai, tham dự cuộc thi Tiếng Hát Việt Toàn Cầu năm 2024. Đến với cuộc thi này, em lựa chọn một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca khúc Ly Cà Phê Ban Mê, cũng là một ca khúc của ban giám khảo là chị Siêu Black. Như trước đây thì em nghe ca khúc này và được thể hiện qua giọng ca của chị Siêu, thì em cảm thấy rất là tuyệt vời, em rất ngưỡng mộ. Và ngày hôm nay đến với cuộc thi này, em cũng muốn như là một cái món quà tặng của mình để gửi đến chị Siêu bằng tấm lòng của mình. Dạ. Sau khi mình diễn hai cái khúc qua xong thì em nhận được những cái lời nhận xét của ban giám khảo, thì bản thân em cảm thấy có hài lòng hay không? Dạ, sau khi trình bày hai ca khúc vừa qua thì em cảm thấy những lời đóng góp của ban giám khảo rất tốt cho em nói riêng cũng giống như các thí sinh nói chung, bởi vì mình biết bản thân của mình còn rất là nhiều khiếm khuyết, kể cả ngoại hình cũng giống như là trong phần xử lý ca khúc, và cũng một chút tâm lý nữa thí sinh nào cũng sẽ có. Vì thế những lời động viên hay sự góp ý của ban giám khảo là một điều rất là quý, các thí sinh nên hay bản thân em sẽ ghi nhớ và sẽ cố gắng sửa những cái sai, để cho nếu mình có một cái may mắn, một cái cơ hội mới, mình vào vòng sau thì mình sẽ hoàn thành tốt hơn. Dạ, dạ em xin cảm ơn ạ. Hi, hello mọi người, em là Mỹ Phúc, em đến từ Tiền Giang ạ. Đến với cuộc thi hôm nay thì em thấy là tất cả các thí sinh đều hát rất là hay và nổi trội. Còn riêng em thì thật sự là lần đầu tiên tham gia cuộc thi cho nên là em rất là run luôn. Em nghĩ là em sẽ học hỏi được nhiều điều từ cuộc thi này, và nếu may mắn em được vào vòng trong thì em sẽ cố gắng thêm nhiều nữa. Còn nếu không thì hẹn năm sau em sẽ thi tiếp tục. Dạ, các anh chị giám khảo rất là nhiệt tình và chấm thi cũng rất là công tâm ạ. Dạ vâng ạ. Mình tên là Idalin và đến với cuộc thi hôm nay thật sự là tham gia để học hỏi. Thứ nhất là để trau dồi thêm kiến thức về âm nhạc của mình. Và thật sự là
chị Siêu luôn là một người mà Evelyn hâm mộ từ nhỏ, cho nên là đương nhiên là để có được một cái giọng hát thì nó phải trải qua rất là nhiều cái, nhưng mà hôm nay mục đích tới đây là để trau dồi thêm, để học hỏi và để mình ngày một hát hay hơn. Và chị Siêu thì luôn là cái tấm gương để mà noi, nhưng mà chưa hát nổi được như chị Siêu. Như chị Siêu đã nói là phải còn cố gắng rất là nhiều. Nói chung là rất là đúng. Hôm nay á, thì có nhiều cái phân tâm, thật sự là có nhiều cái phân tâm. Cái mặt của mình là vẫn là rất tây nguyên, nhưng mà do cái sự chuẩn bị của mình hôm nay nó không có được kỹ và mình đi quá vội vàng, nên là chỉ chọn ca khúc nào mà mình cảm thấy là ok. Nghe hỏi xíu, xem thấy người tây nguyên cái giọng khỏe quá vậy? À, cái đấy thì khó quá, chắc là do ăn lá mì quá. Ok, cảm ơn.